Dạ vâng, kính chào toàn thể quý vị, anh chị, các bạn. Ngày hôm nay của mình đang rất hạnh được giới thiệu với anh em một chiếc xe mới cập bến. Mà mặc dù trời hơi muộn, tuy nhiên sức nóng của một em Forerunner, một em XLT sản xuất 2016 vừa cập bến xong quá là chất và đẹp. Còn mình không cưỡng được cái vẻ đẹp của em nó, thì lại lên sóng ngay để giới thiệu anh em. Để anh em cùng khám phá chiếc xe này vừa cập bến xong, nóng hổi anh em ạ. Một chiếc xe 2016 bản XLT bản đủ, hai cầu số sàn, động cơ 2.2, rất là khỏe. Anh em có thấy phong dáng chiếc xe là cực kỳ là căng cứng. Form mới đèn mắt híp đã có lái điện. Đây, anh em xem đèn mắt híp này. Bịt xi lông rất là sáng. Chiếc xe rất là căng cứng, anh em có thể quan sát này. Về tổng thành thì chiếc xe rất là căng cứng. Màng lớp sơn màu trắng. Em nó gần như zin luôn anh em ạ. Từ keo chỉ, cột keo, chassis gầm bệ đều rất mới và đẹp. Còn mình sẽ review qua để anh em cùng xem. Còn trong ngày mai khi có ánh sáng tốt hơn, em sẽ làm lại video để anh em xem kỹ hơn chiếc xe này nhá. Chiếc xe này chiếc xe hai cầu, dẫn động 4 bánh, đã có lốp thùng cầu pickup kín nhá anh em nhá. Em nó phải nói là rất là căng mọng anh ạ. Đấy, từ các chi tiết, từ thùng bệ rồi là gân gờ rất là sắc nét. Anh em nếu mà xem chiếc xe này không cưỡng được cái vẻ đẹp của em nó đâu. Chia sẻ với anh em là một chiếc xe một biển, một chủ từ đầu từ thủ đô anh ạ. Một biển, một chủ từ đầu của thủ đô, rất là căng cứng. Và chiếc xe này cũng báo giá luôn với anh em. Em nó đang được chào bán với giá là 560 triệu đồng. Nhưng mà giá trên thì vẫn có thể là bớt bát và hỗ trợ cho em bộ hồ sơ cũng như là thương lượng thêm anh em nhé. Nên anh em hãy đừng ngại, đừng ngại tương tác của mình hay inbox trực tiếp qua Zalo cũng như hotline của mình là 0935198868 để biết thêm chi tiết về chiếc xe này. Anh em cũng có thể quan sát là chiếc xe này gần gờ các đường nét đều rất là nguyên bản anh em, tôn vỏ mỏng tan, gần gờ sắc nét từng cái chi tiết, từng cái khe gần gờ đều rất là khít. Và em nó còn zin chưa đâm ai bao giờ, chưa hôn ai bao giờ, nên là form dáng dình rất là cóng. Đấy, anh em thấy không, rất là đẹp. Mặc dù là trời hơi tối nhưng mà anh em hãy cố quan sát các chi tiết nhé. Đấy, em giới thiệu qua anh em một mẫu xe rất là hot. Với chiếc xe này em nghĩ là em nó sẽ bay nhanh thôi, bởi vì em nó đẹp anh ạ. Các bác nào yêu em nó hãy đặt chầu sớm nhé. Bởi vì chia sẻ với anh em là đi mua những cái xe đẹp như em này để phụ bà con là cũng không hề đơn giản. Đấy, bác chủ cũ bác ấy rất là tiếc chiếc xe này gần đất ngơ. Đấy, và việc bác ấy nào bác có việc và muốn lân người một chiếc xe đẹp hơn, nên là anh em bác ấy mới để lại cho bên công mình chiếc xe này anh ạ. Chúng ta xem hóa khoang động cơ và nội thất một chút nhé. Rồi sau đây mình sẽ cho anh em khám phá khoang động cơ của chiếc xe này. Anh em có thể quan sát là các chi tiết trên xe máy nổ rất là êm. Đây là chi tiết đầu răng, thanh hướng tự lực, ốc lóc capo, keo chỉ anh em nhé. Gần như zin hết ạ. Rất là ok. Trời nó hơi tối nên em sẽ quay đi qua anh em lắm được xe chiếc xe. Còn vào ngày mai khi anh sáng tốt lần thì sẽ làm một cái video cụ thể và chi tiết nhất để anh em sẽ xem lại nhé, xem kỹ nhé. Và hiện kia là toàn ông các số máy đều zin, cam kết anh em là zin của zin quá luôn. Anh em có thể là bao cho anh em check ạ. Em xem cái ốc này, anh các bạn cam ốc cổ hút turbo này sáng chưa đi luôn anh ạ, chưa có hiệu của bơm ba hay là can thiệp của cảm xúc nào cả, rất ok. Đây anh em xem này, các chi tiết trên xe đều rất mới, có như nguyên zin, chân lỉnh nguyên bản, tablo tabi tươi. Đây anh em có thể thấy form mới thì được trang bị rất nhiều tính năng và cũng khá là hiện đại, nhìn nó rất là trẻ trung và nó rất là sang trọng. Anh em thấy không? Nội thất tươi sạch sẽ anh em nhé. Ghế da. Đây chúng ta hãy còn
khám phá cái cabin khoang nội thất của chiếc xe. Mới với chiếc xe đời 2016 thì đã trang bị bản XLT này đã trang bị rất nhiều tính năng hiện đại rồi. Ví dụ như là có chế độ căn chuân cờ đuôi, lái điện rồi anh em ạ, lái rất là nhẹ và sướng. Có cả cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc anh em ạ, khởi hành ngang dốc chống chân trượt đổ đèo, chế độ hai cầu đây anh em thấy này, đó rất nhiều thông này. Đây là bảng tắp lô tắp bi, bảng điều khiển của chiếc xe này nó rất là nhìn hiện đại anh em ạ, đèn trần rất là sáng. Ô đồ báo chuẩn anh em là ui chạy ít quá anh em ạ, có 2.1 thôi, 2.1 thôi anh em ạ, đẹp thật sự luôn. Và anh em thấy là giải đèn led của dòng này thì nó rất là hiện đại rồi. Anh em trông gai sân này, ui, gai sân mới đoác luôn này. Đấy, có chế độ đàm thoại dành thay kết nối vô lăng, âm hưởng to nhỏ cũng rồi, túi khí. Thật sự đây là một chiếc xe rất là ok anh em nhé, đẹp lắm. Sau chúng tôi em sẽ lái thử chiếc xe này cảm nhận thế nào. Ok lắm anh ạ, đẹp. Có chế độ ga tự động này. Đấy, khóa cửa này. Ui giời, em nó thơm mùi mít anh ạ, thơm như em nó thơm mùi xe mới anh ạ. Ghế da nó đã bọc ghế da white check em này, thấy không? Bảo chủ có cái rất là chăm xe, không tiếc tiền bộ cho em một bộ ghế da white check rất là này. Hôm nay tiện cái review này có mình mua xe này ở chỗ anh chủ quán đại gia Đức Trung đấy, để quán cà phê nhà anh em ạ, đẹp lắm. Anh em nào đi mua xe có mình sẽ tiếp anh em, mời anh em một ly cà phê ở nhà anh Trung này anh em nhé, đẹp lắm. Vừa anh em vừa uống cà phê vừa ngắm xe một chiếc xe đẹp này thì quá là tuyệt vời phải không anh em, có gì tuyệt vời hơn. Phải nói anh em chia sẻ anh em là một chiếc xe đẹp thực sự và nó sẽ xứng đáng đồng tiền bát gạo thôi anh em ạ, quá là chất em, nó phải nói là thực sự đẹp anh ạ. Thì anh em nào đúng chân vừa ý, cảm thấy mẫu xe này phù hợp thì hãy đừng ngại gọi điện cho công mình hay tương tác công mình qua Zalo cũng như hotline là 0935198868 để được biết thêm chi tiết, cũng như là công mình sẽ hỗ trợ tư vấn cho anh em. Chiếc xe này vẫn hỗ trợ trả góp cho anh em tối đa 70% anh em nhé, tối đa 70%, không phải nói anh em là nó em nó đẹp thật sự luôn. Ngọc Trinh mà anh em, Ngọc Trinh không đẹp thì cái gì đẹp phải không anh em? Không, chia sẻ anh em là nó mang lớp sơn màu trắng thì nhìn nó rất là thanh cảnh và lịch sự, đẹp. Đã có cái lắp thùng kín kiểu pick up như này thì anh em đi lại chở hàng chở hóa là cũng rất là ok. Của mình cũng xin phép dừng cái video này tại đây. Thì anh em nào cảm thấy xe này phù hợp thì hãy inbox trực tiếp của can trực tiếp cho cô mình nhé. Trên này cảm ơn anh em, xin chào và hẹn lại anh em ở các video lần sau. Anh em nào mới xem video lần đầu của cô mình hãy nhớ like, subscribe ủng hộ cô mình và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ các video của mình cập nhật các mẫu xe thường xuyên lên kênh anh em nhé. Anh em nào có nhu cầu mua bán ký gửi review kết nối hay là có nhu cầu quảng cáo xe kết nối khách thì hãy có thể là liên hệ cô mình, em sẽ đăng lên kênh và tương tác kết nối cho em ở các kênh mạng xã hội cũng như là kết nối các anh em ở mọi gần xa để quảng cáo xe cho anh em. Còn mình xin chào mọi người nhé, xin hẹn mọi người anh em ở các video lần sau. Chúc anh em luôn có sức khỏe, may mắn và thành công. Cuối năm dịp Tết lễ hội rồi, rét mướt rồi, công việc cũng khá là bận rộn thì anh em hãy chọn cho mình một chiếc xe chất lượng, hợp lý và để phục vụ cuộc sống ngày càng tốt lên nhé. Trên này cảm ơn anh em, xin chào và hẹn gặp lại anh em.